nay á, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà mình tạo hoặc là gọi là gầy mũi đan ha. Và cái kiểu gầy mũi đan này thì các bạn không có cần phải tính toán thử là mình sẽ chừa bao nhiêu cái đoạn len, đoạn sợi để mà mình gầy, như là các bạn để tay như thế này và các bạn đưa kim lấy như thế này. Đó, đây là cái cách tạo mà truyền thống mà. Đây này, đó. Và như thế này thì mình phải canh, mình phải đếm, mình phải tính toán để mình chừa cái đoạn dây cho nó đúng với cái nó đủ đúng và đủ cái số mũi mà để mình đúng cái chiều dài mà mình muốn đan á. Đây là cái cách mà mình gầy mũi truyền thống ha. Và đây là cái cách mà mình sẽ chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay ha. Này, đầu tiên tay bên phải mình cầm quay đan ha. Cái đoạn dây ngắn thì mình sẽ hướng bên tay trái mình cầm. Các bạn quay một vòng, đây nè, bạn quấn một vòng lên kim. Và sợi dây bên tay phải các bạn quấn một vòng, và mình sẽ lấy cái vòng quấn thứ nhất đó, mình tròn qua cái mũi thứ hai. Đây, mình đã có được mũi đầu tiên rồi ha. Để qua mũi thứ hai, mình sẽ dùng kim đan tay trái, bên tay trái này, mình để dưới kim đan bên tay phải, và mình sẽ đưa dây này từ trên xuống dưới kim bên tay phải, kéo lại này, để phía dưới bên kim bên tay trái, dây bên tay phải, các bạn ngoặc từ trên xuống dưới qua cái kim bên tay phải ha. Đây, sau đó dùng kim bên tay trái mình nhấc cái mũi đầu tiên á, đây mình nhấc qua cái mũi mình vừa tạo nè. Đây, và mình rút cái kim bên tay trái ra. Tiếp tục, bạn cái kim bên tay trái này mình đặt ở dưới kim tay phải, làm lại động tác tương tự, dây từ trên xuống dưới, kim đâm xuống dưới, ngoặc dây trên xuống dưới, rồi mình nhấc cái sợi mũi của thứ hai qua. Này, thả ra. Đó, như vậy là mình đã được hai mũi rồi nè. Số mũi mình sẽ được tính trên cái bên kim bên tay trái nha. Tiếp tục kim tay trái để phía dưới kim phải, dây từ trên xuống dưới, kim phải đuôi rút lại, để thế này, quấn một vòng trên xuống dưới. Này, thả ra. Chà, tiếp tục kim phải này đưa lên trên. Đó. Rồi, mũi cuối cùng thì các bạn đưa kim vô như thế này thôi, chuyển qua kim bên trái. Như vậy là mình đã tạo được một cái 2, 4, 6, 8, 10 mũi ha. Và các bạn muốn tạo thêm bao nhiêu mũi và chiều dài như thế nào thì các bạn cứ tiếp tục làm như vậy nha. Chúc các bạn thành công nè.